thông báo. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ban tổ chức xin trân trọng kính mời Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí trong đoàn viếng, ban tổ chức yêu cầu đeo khẩu trang, không bắt tay. Các trường hợp là F1, F2 không đến viếng. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, kính thưa tháng 8 năm 2020 đến 12 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2020, lễ truy điệu tổ chức vào hồi cùng thời gian này tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu tại thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp đó là đoàn Quân ủy Trung ương, đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Trung ương làm trưởng đoàn, đoàn Quân khu 7, đoàn Văn phòng Chính phủ vào viếng theo sắp xếp của ban tổ chức. Khi các đoàn vào làm vị lễ viếng, xin mời các đồng chí được phân công theo kế. Trang màu đen. Sau đây anh em sẽ gửi khẩu trang màu đen. Tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tí tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi, đồng chí Lê Khả Phiêu, Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thể các đồng chí ổn định vị trí để lễ viếng được bắt đầu. Trên tham gia hoạt động cách mạng năm 1947, vào Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đảng khóa 7, ủy viên Bộ Chính trị khóa 7-8, thường vụ nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Năm 20 tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tí tại nhà quốc sao vàng, quy hiệu 75 năm tuổi đảng và nhiều quân huy chương cao quý khác. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Yên Đức quốc tàng. Ban lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu gồm các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Vương Đình Huệ, ủy viên 13 của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Hồ Chí Minh Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
giới thiệu và kính mời Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí
ghi đi rồi em lấy tên chụp. Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Từ 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 từ